Sau đây là phần suy niệm và chia sẻ lời Chúa với chủ đề của mùa vọng. Hãy luôn tỉnh thức. Của Thánh Marco chương 13 câu 33 tới 37. Song ngữ Việt và Anh do Linh mục Nguyễn Quang Trực thuyết giảng. Thân mến, kính chào quý vị và anh chị em, dù công giáo hay không cùng tôn giáo. Xin lên trên chúc phúc, nâng đỡ và giúp cho chúng ta vượt qua trong những ngày đại dịch này, làm cho chúng ta được nhẹ gánh nặng cho mọi người. Và chúng ta hãy giữ vững niềm tin và đừng sợ. Xin mời tất cả quý vị lắng nghe và tìm hiểu đức tin công giáo với chủ đề Hãy tỉnh thức. Hãy chỉnh lại quá khứ để chuẩn bị cho tương lai. Watch. Tweaking the past to prepare for the present and the futures. Trước khi bắt đầu bài suy niệm hôm nay, chúng ta dành đôi phút thinh lặng cầu nguyện. Nhân Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa tạo cho con quả tim trong sạch, đổi mới tinh thần cho con nên trung thủy. Xin Thánh Thần Chúa ngự đến chính con và tất cả những người lắng nghe bài suy niệm này, cho tâm hồn của chúng con được đánh động. Và xin Chúa Thánh Thần mở lòng chúng con ra, đặc biệt là trong mùa vọng này. Xin cho chúng con biết luôn tỉnh thức và kết hiệp với Chúa. Xin cho chúng con làm mẫu mực trong cuộc sống. Để rồi khi Chúa đến, Chúa thấy chúng con đang căn thức, đang chu toàn nhiệm vụ Chúa trao, đang có sẵn dầu ơn thánh trong cây đèn đức tin của mình, đang thực thi thánh ý Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. Mùa vọng. Hôm nay Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, giáo hội cho chúng ta bắt đầu một niên lịch phục vụ mới. Chúng ta nhìn thấy được hành trình của Chúa Giêsu, cuộc đời của Chúa Giêsu qua ánh mắt và qua những bài viết của Thánh Marco. Phúc âm Thánh Marco chúng ta nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu, sự sinh ra, sự sống lại, sự chết của Ngài và sự lên trời. Năm vừa rồi chúng ta là năm A, chúng ta chú trọng đến phúc âm Thánh Matthew. Năm B chúng ta nhìn thấy Thánh Marco. Đúng, Thánh Marco là một bài phúc âm rất là ngắn, chỉ có 16 đoạn, cho nên giáo hội đã bỏ thêm vào phúc âm Thánh Gioan để rồi cho đầy hết trong một năm phục vụ. Nhiều nhà kinh thánh lúc đầu tưởng rằng là Thánh Matthew là bài phúc âm viết đầu tiên, nhưng qua các sự nghiên cứu của nhà kinh thánh ngày hôm nay, họ khẳng định rằng Thánh Marco là cuốn sách phúc âm viết đầu tiên. Bởi vì thế, Thánh Luca và Thánh Matthew đã dùng phúc âm Thánh Marco là nền tảng chính cho khi họ viết về đời sống Chúa Giêsu để phù hợp với cộng đoàn của họ. Qua năm mục vụ mới này, chúng ta nhìn thấy là giáo hội nhắc nhở cho chúng ta không những là chuẩn bị cho sự Chúa Giêsu sống lại, nhưng qua quy luật tổng quát về năm phục vụ và niên lịch, còn nói chúng ta đây là cũng là sự chuẩn bị cho Chúa Giêsu đến lần thứ hai. Bởi vì thế rất là quan trọng khi chúng ta nhìn đến không những là chuẩn bị trong sự hy vọng ngắn gọn chỉ cho Chúa Giêsu sống lại mà thôi, nhưng một sự chuẩn bị trong sự hy vọng tương lai và Chúa Giêsu sẽ đến với chúng ta, đến với con người lần thứ hai. Mùa vọng đối với tiếng Latin là Adventus, có nghĩa rằng là đến. Đối với chữ Việt Nam là sự trông chờ trong hy vọng, không phải trông chờ trong thất vọng. Bởi vì thế, 4 tuần mùa vọng này giúp chúng ta nhìn đi đến một hành trình trong sự trông chờ đó. Và có cái thí dụ cụ thể mà giáo hội đã dùng gọi là vòng lá mùa vọng. Đó là kết bằng những ngành lá xanh và thành một vòng tròn. Và trên đó có 4 cây nến. 3 cây nến là màu tím, 1 cây nến là màu hồng. Ba cây nến màu tím tượng trưng cho sự chuẩn bị, sự căn thức của con người. Còn cây nến màu hồng giúp cho chúng ta nhìn thấy được niềm vui trong sự căn thức đó.
Còn vòng lá hình tròn nói lên sự vĩnh cửu của tình yêu của Thiên Chúa. Thời gian của Thiên Chúa bắt đầu từ Alpha và kết thúc bằng Omega. Bởi vì thế chúng ta nhìn thấy tình yêu của Thiên Chúa chúng ta luôn luôn là liên tục. Bốn ngọn nến này là ánh sáng của Chúa Kitô, giúp cho chúng ta trong sự chuẩn bị, giúp cho chúng ta trong sự tỉnh thức và sự căn thức, để rồi khi Chúa đến chúng ta không bị đột ngột. Và đúng, bốn cây nến này có bốn ý nghĩa như sau: hy vọng, tin tưởng, niềm vui và tình yêu. Thứ nhất là cây nến. Ngọn nến thứ nhất trong mùa vọng là nói đến sự tiên tri. Những gì các tiên tri đã nói đã thành sự thật và đưa đến cho chúng ta được sự hy vọng trong cuộc sống. Vì những gì, những biểu tượng mà các lời tiên tri đã rao truyền trong sứ điệp của Thiên Chúa trong Cựu Ước và giờ này sẽ được thực hiện qua lời Chúa Giêsu nhập thể làm người. Bởi vì thế, ngọn nến đầu tiên cho chúng ta nhìn thấy sự hy vọng trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta nhìn lại trong các bài đọc của mùa vọng tuần thứ nhất, thì chúng ta nhìn thấy những gì Chúa mong mỏi của chúng ta là hãy tỉnh thức và đặc biệt là hãy chỉnh lại quá khứ để chuẩn bị cho tương lai. Tiên tri Isaiah đã viết như vậy sau khi họ đã trở lại đất hứa trong quẩn thứ 3 của sách Isaiah. Ngài đã viết như sau: Lạy Chúa, Chúa là Cha và là Đấng cứu chuộc chúng con, nhân Chúa đã có từ muôn đời. Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con đi lạc xa đường Chúa và làm cho tâm hồn chúng con trở nên chai đá, không còn biết kính sợ Chúa nữa? Lạy Chúa, tại sao Chúa để chúng con đi lạc xa đường Chúa? Hai chữ tại sao này cho chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, nhưng rồi cũng có thể là một sự đích thực cho chúng ta nhìn lại khi chúng ta đang gặp sự khó, khi cuộc đời của chúng ta đang nhìn thấy được sự thất bại, thì chúng ta lại đổ thừa cho người khác. Tại sao ba mẹ đã bỏ con? Tại sao ba mẹ không chăm sóc con? Tại sao ba mẹ lại ly dị, làm con bây giờ phải bơ vơ? Thay vì chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống của mình để rồi nhận định những gì mình đã làm sai, thì chúng ta lại đổ thừa cho người khác. Tiên tri Isaiah, chúng ta nhìn lại mẫu mực sống của chúng ta đang ở đâu và chúng ta phải cần làm gì để rồi chúng ta tỉnh thức lại trong cuộc sống của mình và đặc biệt là trong lương tâm của mình. Thánh Ambrosia thuộc Milano có câu viết như vậy: Hãy mở rộng cánh cửa đón nhận Đấng sẽ đến. Hãy mở tâm hồn để thấy được chiều sâu của con tim, để nhìn thấy được sự đơn sơ của cuộc sống, kho tàng của sự hòa bình và hồng ân của ơn trên. Đúng, đây là sự căn thức và sự tỉnh thức mà giáo hội mong mỏi của chúng đang kêu gọi chúng ta trong tuần thứ nhất mùa vọng này, là hãy mở rộng cánh cửa của con tim, cánh cửa của lương tâm, để rồi chúng ta nhìn thấy được sự đơn sơ của cuộc đời và cái gì là kho tàng của sự bình an và hòa bình. Phúc âm Thánh Marco đoạn 13 cho chúng ta nhìn thấy ngày hôm nay Ngài đang ở trong thành Jerusalem. Ngài sẽ phải tiến đến đồi Golgotha và Ngài sẽ phải chết. Đây là thời gian mà Thiên Chúa Giêsu phải đối đầu với những người tư tế và những người Pharisêu, đặt những câu hỏi để bắt họ hãy tỉnh thức, đặt những câu hỏi và họ đặt những câu hỏi cho chính Ngài để rồi ràng buộc Ngài và kết tội Ngài. Nhưng ngày hôm nay qua bài phúc âm đoạn 13 này, Chúa Giêsu đã nói với chúng ta để nhìn lại cuộc sống của mình: các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào Thiên Chúa sẽ đến. Vậy trong đời sống của chúng ta đang cần phải tỉnh thức ở chỗ nào và ở điểm nào? Hay chúng ta đang căn thức, đang mong đợi một người nào về hay một tin tức nào đó mà chúng ta đang mong mỏi? Thì trong sự căn thức đó chúng ta đang bực bội
hay là lo lắng, hay trong sự căn thức của chúng ta đem đến một sự hy vọng là khi tin sẽ đến thì chúng ta sẽ được niềm vui, chứ không phải là sự nỗi buồn sầu trong cuộc sống của mình. Như vậy thì trong nếu chúng ta muốn nhìn lại về cuộc sống của mình, về nhìn lại về chỉnh lại quá khứ để chuẩn bị cho tương lai thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất là thời gian chúng ta dùng để làm gì và với ai? Đúng, thời gian chúng ta dùng trong thời điểm đại dịch này, có thể chúng ta có nhiều giờ, nhưng rồi chúng ta dùng thời gian đó rất là một cách phí phạm và không có thể là giúp cho chúng ta thăng tiến con người của mình. Thứ hai, về chất lượng của thời gian chúng ta đang sinh hoạt chung với nhau, thời gian đó có đem lại sự hữu ích cho cuộc sống của mình hay không? Hay là thời gian đó chúng ta đang dùng trong sự sinh hoạt với anh em, với những người bạn của mình, đang đưa đến sự phá hoại tương lai của mình, đang đưa đến cái gì là không còn là chính thực của con người của mình nữa. Thứ ba, giờ giấc và cách thức ăn uống của chúng ta ra sao? Đúng, những món ăn chúng ta, những thức uống chúng ta cần hàng ngày cũng có thể ảnh hưởng đến tâm thần, để ảnh hưởng đến trí tuệ của con người của chúng ta. Và chúng ta hãy nhìn lại những món ăn chúng ta đang dùng có thể đem đến lợi ích và sức khỏe đến cho con người chúng ta hay không, đặc biệt là đến giấc ngủ của chúng ta. Nhiều khi chúng ta ngủ quá ít hay giấc ngủ của chúng ta, có những người bị mất ngủ thì đúng là một điều rất là khó, nhưng có những người ngủ được nhưng mà rồi dùng cái giờ giấc của mình ngủ không được một cách cho nó chính, cho nó có một cái giờ giấc hàng ngày để chúng ta giúp cho cơ thể chúng ta có thời gian nghỉ ngơi. Thứ bốn, sự làm việc và các tiến trình của chúng ta đang đi đến đâu, có song song với mục đích sống hay ước mơ hay không? Các tiến trình của chúng ta có đi song song với những gì chúng ta đang muốn đạt đến ý nguyện của mình, đạt đến ước mơ của mình? Điều đó rất là quan trọng. Đây là bốn điểm chúng ta kiểm điểm lại trong cuộc sống của mình, để rồi chúng ta cần chỉnh lại điều đó là điều gì, để rồi chúng ta tìm thấy được sự tương lai trong cuộc sống của chính mình. Open wide your door to the one who comes. Open your heart, your soul. Throw open the depths of your heart to the riches of simplicity, the treasures of peace, the sweetness of grace. Open your heart and run to meet the sun of eternal life that illuminates all people. These are the words of St. Ambrose of Milan, inviting us to begin the season of Advent as a moment to prepare ourselves to open wide our door to welcome the birth of Jesus that is to come, but more importantly, to open our souls and our hearts to receive and to enter into the mysteries of our life. The season of Advent truly marked the beginning of a new liturgical year, where we move from year A to year B, from the Gospel of Matthew to the Gospel of Mark, where we focus now in Mark, in his writing, as for his community to understand who Jesus is, his Paschal, his mysteries, his suffering and death, and ultimately his rising and ascension into new life. Matthew has always been thought by people as not the first Bible or not the first gospel. That's why in the order we see Matthew, Mark, Luke, and John. But now biblical scholars have come to identify that Mark, even though it is the shortest, but it is the earliest that was written. So both St. Luke and St. Mark, St. Matthew used Mark's gospel as a way to establish the foundations to write the life of Christ, but now is based on their community of faith. So Mark's gospel is a very short gospel. That's why the church have to interject John's gospel throughout the year to fill up the liturgical season of year B. Advent then become that word in Latin called Adventus, meaning to come. It is a season of preparations,
is a season of awaiting for the birth of Jesus to come, but ultimately also a season to help us to prepare for the second coming of Jesus Christ. So the first week of Advent, even though it begins with Mark's Gospel, and it never begins with chapter 1 of Mark, or chapter 1 of Matthew, or chapter 1 of Luke, it is always looking at the apocalyptic, the anticipation of the end time literatures. It is a continuity, what we read last Sunday as Christ the King, where Matthew focused on also the end time. What would happen? What is it that we need to do? And now the fulfillment of the end time in week one of Advent. So we see now in the first reading, then prophet Isaiah becoming that fulfillment, looking back the histories of God's plan of salvation for his people as he asked this powerful questions. A reflection, now they are returning to the promised land. In this third book of Isaiah, he said, "You, Lord, our Father, our Redeemer, you are named forever. Why you let us wander, O Lord, from your ways, and harden our hearts that we fear you not? Return for the sake of your servant, the tribes of your heritage." Here, I truly help us to enter deeper into ourselves and to ask that question, why? Why did you let us wander? It's that same word, why, that sometimes we blame others for our own mistake. We blame others for our own mishap. We blame others for the consequences, the downturn of our lives, instead of focusing on ourselves as what we have done wrong. But we push the blame. Either blame could be our parents. Why didn't our parents take care of us when we were younger, gave us a good role model? Why did our parents have to be separated? That caused us to feel abandoned and lost. But maybe the focus is we need to go inwardly and to ask ourselves, what can I do differently? And so now we look into Mark's gospel as a journey of that parables of the gatekeepers. And this is what Mark wrote. "Be watchful, be alert. You don't know when the time will come. It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his servant in charge, each with his own work, and orders a gatekeeper to be on the watch." So Mark then, in this part of the gospel, remind us God gave us responsibility. And he, even though he is away, God gave us that freedom that we need to fulfill that responsibility. So we need to be alert and be watchful and fulfill those responsibilities. So there are times we lack those and decided not to take care of ourselves. So here are four principal ways that we can re-examine as we enter into this season of Advent. The first is how you spend your time and with whom. Because how you spend your time can also a way for you to tweak your past so to prepare you for the present or the futures. And with whom do you spend those time? Second, the quality of time you spend with others. True, the quantity of time may be necessary, but it may not be necessary. We need to find the quality of time. Even 1 hour that we converse deeply, it's better than 10 hours facing opposite directions and said no words. Third, how you eat and how you drink, how you sleep. The pattern of your life behavior can also affect how you want to tweak your past to be prepared for the futures, that you can be watchful, you can be alert. Overeating, overdrinking will always damage the mind as well as the spirit. Fourth, your performance in general and your performance toward your goals. So you look at your daily activities. Does it help you to promote your goals? Is it in line with your dreams? There are moments we can relax a little bit in our activity, but ultimately we have to push back our activities, push back what is it that we need to do to follow and to accomplish what is it that we hope for, we dream for. And that's what the season of Advent is all about. So let us tweak the past and prepare for the futures. Giờ đây con xin chúc quý bà và anh chị em trong mùa vọng này được luôn luôn ơn Thiên Chúa
ban cho chúng ta được hưởng ân sủng của Ngài, lòng thương xót và bình an. Nhờ đó chúng ta tìm thấy được sự hy vọng, được Chúa thương đón nhận và sự vào dự bàn tiệc vui muôn đời với Chúa. May the Lord bless us with grace, mercy and peace. Xin quý vị đừng rời máy. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại của đài.